khách Việt sốt ruột đứng ngồi không yên chờ giảm lệ phí trước bạn. Đã tới ngày 15 tháng 11 năm 2021, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về việc chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Dù trong vài tháng gần đây, thị trường ô tô Việt Nam có đón nhận nhiều sản phẩm mới, nhưng thông tin hot được nhiều người dùng quan tâm nhất chính là về vấn đề thuế trước bạ. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn năm ngoái, nhiều người kỳ vọng rằng ở năm nay, nhà nước cũng sẽ một lần nữa giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Thậm chí ngay từ đầu tháng 10 năm 2021, đã có một số đồn thổi về việc lệ phí trước bạ cho xe nội địa chuẩn bị giảm. Cho đến cuối tháng 10, Bộ Tài chính đã đề xuất chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Điều này khiến nhiều dùng vô cùng phấn khởi, và tình hình mua bán xe tại các đại lý bắt đầu sôi động. Nhiều khách Việt lựa chọn việc đặt xe sớm, nhưng chưa ký hợp đồng và thanh toán để chờ lệ phí trước bạ giảm, bởi lệ phí trước bạ sẽ tính ở thời điểm nộp thuế chứ không phải thời điểm xuất hóa đơn. Cũng có nhiều người dùng tất tay luôn, đã xuống tiền mua xe, mang về nhà để chờ ngày giảm thuế. Tuy nhiên hôm nay đã là 15 tháng 11 năm 2021, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về việc chính phủ chính thức ban hành nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Điều này không khỏi khiến nhiều khách Việt lo lắng, bởi sau khi thanh toán và xuất hóa đơn, người dùng sẽ có 30 ngày để đăng kiểm và nộp thuế lần đầu, nếu không sẽ bị phạt hành chính. Dẫu vậy, người dùng vẫn không cần phải quá lo lắng, bởi theo dự thảo được Bộ Tài chính trình lên chính phủ, vào cuối tháng 10 có ghi rõ rằng, trong trường hợp chính phủ ký ban hành sau ngày 15 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính kiến nghị thời gian thực hiện thi hành nghị định sẽ rời sang ngày 1 tháng 12 năm 2021. Như vậy, trước mắt vẫn sẽ còn nửa tháng nữa. Việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là biện pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Giải pháp này từng được áp dụng ở nửa cuối năm ngoái và đã đạt được những thành công nhất định dù giảm mức thu ngân sách nhà nước. Trong trường hợp chính phủ đồng ý giảm lệ phí trước bạ ở năm nay, thị trường trong thời gian tới sẽ vô cùng sôi động bởi hiện đang là dịp mua sắm cuối năm và cận Tết Nguyên đán.